Xin chia buồn với thầy là thầy trò phải là thầy trò chứ không phải thỏ chảy. Cứ thỏ chảy này thì căng lắm. Thầy trò phải thầy trò. Vâng. À, nhưng như giống như ở quê tôi là nó có cái khẩu hiệu rõ giữa trường. Thầy ra thầy, trò ra trò. Rất to. Hóa ra trước đấy là lẫn mẹ lộn với nhau. Trò thì lại ra thầy, mà thầy thì lại ra trò, nên là phải kể khẩu hiệu rõ ràng. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mới lại chương trình Tổ Quân 247, một số vẫn lại rất đặc biệt. Vâng, đây là một số mà có bạn là hoa hậu và toàn quốc đến để hoa ngồi khôi. Đây. Đúng, hoa khôi. Hoa khôi toàn quốc đến đây để chém gió cùng anh em chúng tôi. Vâng. Thật ra không phải hoa khôi toàn quốc. À, vẫn không phải là khôi toàn quốc. Em mới tham gia một cuộc thi về thời trang do một cái công ty người mẫu. À, hoa khôi thời trang. À, hoa khôi thời trang. Và thì anh cứ giới thiệu cho anh Trang. Là Ngọc Anh đã đoạt chức vô địch. Đoạt chức vô địch quán quân. Quán quân. Thì chả vô địch. Chả vô địch công ty nữa. Em công phải ty, tự tin lên. Cái đấy thì không phải toàn quốc. À, không phải toàn quốc. Mà công ty nó tên là toàn quốc. À, do một toàn một quốc phối hợp với nhau lập công ty. Co founder. Ok. Anh em mình ở dưới đây duy nhất hai anh em mình không chưa có cái thương hiệu. Không chưa có danh hiệu gì. Danh hiệu gì. Ông xem xét nào, tôi ông nào đi thi nào cho men hút hay men hát gì đấy. Hả? Anh là Nam Vương. Còn em theo kiểu là người đẹp mày trai nữ vô địch vương. Không, em là đẹp trai vô địch. Anh Nguyễn Hoàng Hải giới thiệu Nguyễn Hoàng Hải đó ông, là Nam Vương khu Nguyễn tập thể Nam Vương khu tập thể Cao Xà Lá. Tây Hồ Tây nghe hoành tráng. An Kinh Tây Hồ Tây. Được, Tây Hồ Tây rộng, nhiều thằng đẹp dài lắm. Mà Tây nó to, Tây nó to cao. Mình Nam Vương gọi là gia đình mẹ thôi. Nam Vương gia đình thật. Nam Vương gia đình. À rồi, nhà giới thiệu tất cả các bạn nhắc lại lần nữa. Vâng, ba cháu thì trong đó hai cháu là nữ, còn cháu cuối cùng là gái. Nhắc đâu, nhắc thế nào cũng bị chửi. Thì đấy, với lại thêm một vợ nữa và một bác ô xin nữa. Nên là nhà sáu người. Nam Vương ở nhà. Nhà sáu người tổng cộng là năm nữ và một nam, thì đúng là ông Nam Vương thật. Ok. Chúng ta sẽ sắp tới tôi với anh Tuấn sẽ đi thi Nam Vương. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trở vào mục tin tức trong tuần. Không để người ta giới thiệu tí cái hoa khôi mà. Quên. Xin Ngọc Anh giới thiệu về bản thân, bởi vì qua 2 năm chúng ta gặp nhau thì bây giờ nhiều khi bạn còn đang quên mất Ngọc Anh rồi. Vâng. Thực ra anh còn đang quên Ngọc Anh nữa, là chỉ có anh Hải thôi. Anh Hải thì đối tác chiến lược tao của anh ấy. Vừa thấy đoạt anh ấy chức, chăm sóc kỹ lắm. Tao vừa thấy đoạt chức hoa khôi tao phải mời. Đấy. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Ngọc Anh. Năm nay mình 24 tuổi. Cách đây 2 năm thì em đã tham gia Trắng cùng với cả anh Hải và anh Tuấn rồi. Khi đó thì em chưa có người yêu, và đến sau 2 năm đến bây giờ thì em vẫn chưa có người yêu. Em chỉ cần làm đối tác chiến lược của anh Hải thôi là được rồi. Em không cần người yêu. Đấy là nói thế thôi. Chứ còn thì anh em biết thừa là đoạt cho danh hiệu của hoa thi hoa khôi chắc chắn phải có người đỡ đầu. Vâng. Thì người đấy cũng có thể là không gọi người yêu. Mà có thể gọi là chồng đến nơi. Cũng có thể không đỡ đầu. Vâng. Mà đỡ chỗ đỡ tay, đỡ chân. Ok, chúng ta sẽ cùng với gì nhỉ? Chúc mừng bạn Ngọc Anh đã đoạt cuộc thi đoạt chức vô địch. Hội khỏe toàn quốc. Hoa khôi thời trang hội khỏe toàn quốc. Và chúng ta cũng cùng đứng một tin tức trong tuần. Vâng. Tuần này thì có nhiều tin nhưng mà chúng tôi chỉ tóm tước được 3 tin chính thôi. Vâng. Đó là trưa ngày 6/1, ông Nguyễn Bá Tiến, Nguyễn Đức Tiến, đại diện hộ dân khu đô thị 54 Hạ Đình, Thanh Xuân Đống Đa, khu vực Xuân Trung, Thanh Xuân Hà Nội đã cùng với một số người dân đến gặp đại diện công ty cổ phần bóng đèn Vĩnh Nước Rạng Đông để yêu cầu công ty này bồi thường về thiệt hại vật chất, tinh thần và tổn hại sức khỏe của người dân, mức đền bù cụ thể như sau. Đọc cái này mà nhịu chết, mức đền bù. Rồi anh học cái quả này mới là hoành tráng à. Cái quả. Bồi thường tiền khám chữa bệnh cho mỗi cá nhân 4 triệu đồng, bồi thường tiền nhà 60 triệu đồng cho một hộ dân. Bồi thường mức thu nhập do phải đi khám chữa bệnh là từ 6 đến 8 triệu đồng một người. Bồi thường tổn thất tinh thần theo nghị định 03/2016 nghị định hội nghị quyết hội đồng thành phố là 15 tháng lương cơ bản mỗi cá nhân là 60 triệu đồng. Bồi thường mức độ nhiễm thủy ngân 1 tỷ đồng trên 0,1 microgram thủy ngân trên 1 lít máu. Thế cái 0,1 đấy là ở đâu ra anh? Ai biết được. Cái 0,1 đấy là nó sẽ gây ảnh hưởng gì được? Chịu, biết là thích thì mình đưa ra mức đấy thì
Không, 1 kg thì microgram thủy ngân, tức là 1 microgram, tức là nó bố còn nhỏ. Nó bằng có phải bằng 1% gam không? Đúng không? Microgram đúng không? Micro. Bạn nghe mình ngồi tính đấy. Ừ, rất nhỏ luôn. Nó nhỏ lắm. Bây giờ mỗi người trung bình có 4,5 đến 5 lít máu. Vâng. Mình cứ nhẹ nhàng, mình lấy 6 tỷ. Mấy cái tiền trên vứt mẹ đi, sao sao gì phải tính lắt nhắt gì. Tính cái này nó hoành tráng rồi, lấy tiền điên đấy gì. 6 lít là 6 tỷ, mà nhân với 4,5 cứ lấy khoảng là 6 tỷ một người. Một nhà 4 người, trung bình đi, 24 tỷ. Ui, làm mẹ triệu đô rồi. Làm mỗi triệu đô rồi. Thành luôn tỷ phú ấy. Anh tỷ phú luôn rồi. Vinh Nước Giảng Đông có ông lo mà tuyên bố phá sản nên là vừa cái tiền đếch đâu mà giả cho gần đấy, đấy. Một người. Mà nếu mà vậy thì lập luôn phương án B nhé. Được cái dân mình nước gái là mẹ nó tính thì kỹ vãi nổi rồi. Cảm giác đây là một kho tiền rồi này. Mình sẽ vạch ra các đường hướng để lấy này. Thì bây giờ lấy thêm ví dụ được phí môi trường. Hít thở không an toàn trong những cái ngày bị cháy đấy. Này có ông còn mang cả nước ở nhà ra. Để dập chữa cháy cho công ty. Rồi có ông chạy vãi cả xịt cho quần nữa. Tính tiền bẩn. Chịu bẩn. Phải tính hết vào. Bởi vì nếu mà chẳng may cái tính lít máu ấy, nó không được vì cái nó hơi giáp. Thì thôi thì mình cũng cắn được khoảng 100 triệu. Đúng, cái chương trình làm giàu không có. Vâng. Rất ủng hộ tinh thần gọi là dám nghĩ dám làm người dân ở đây. Dám bồi thường người dân. Và gọi là một tinh thần khao khát làm giàu của bà con. Tuy nhiên ấy, thì để yêu cầu cá nhân hay tổ chức phải bồi thường một ai đó thì nó không đơn giản, nhưng mà mình nghĩ mình cứ vác mỗi cái đơn lên. Mình vác cái đơn lên thì thằng tiếp nhận đơn ấy, nó chỉ cần cầm cái đơn của mình là nó sau khi mình về nó vứt mẹ xọt rác. Không cần phải đọc luôn. Vì nó không có nghĩa vụ phải giải quyết cái việc ấy. Nếu mà các nhân dân mình muốn bồi thường đầu tiên phải thuê luật sư cái đã. Đúng rồi. Luật sư xong ông phải khởi kiện đã. Đúng rồi. Nhưng mà muốn khởi kiện ông phải chứng minh thiệt hại. Mà chứng minh thiệt hại mà cụ nó khó lắm. Xong ông chứng minh thiệt hại rồi ông lại phải đưa ra tòa xử. Ra tòa xử, gửi đơn kiện lên tòa án, tòa thụ lý xong hẹn ngày xét xử, mời hai đương sự lên giải quyết. Phải đóng tiền án bình thường. Đấy, không phải đâu phải đơn giản. Lên xử xong rồi tòa xử cho phải chứng minh được là ví dụ muốn bồi thường thiệt hại thì ông phải chứng minh là bên kia có tội. Là gây ra cái thiệt hại cho ông. Mà đây hầu hết nó toàn thiệt hại về tinh thần là nhiều. Thứ hai là ông, kể cả ông khám chữa bệnh chẳng hạn, ông phải có hóa đơn để phải khám chữa bệnh. Ông trình ra là tôi phải khám mất ngần này người đi khám. Mẹ tòa mới có căn cứ xem xét. Chứ mình nói mồm không ai tin cả. Đấy. Đề xuất cho vui đấy. Sau khi đủ mọi thứ rồi, tòa mới phát xét xử. Chắc phải giảm đi còn chán. Sau mới kết luận bên kia có phải tội. Có phải bồi thường. Thì lúc đấy nó mới phải bồi thường. Mà nó cũng chưa bồi thường. Bởi vì sau khi đó thì gọi là cục thi hành án. Người ta mới ra quyết định yêu cầu bên kia bồi thường. Thì lúc ấy nó mới bồi thường. Nó mới giải ngân qua ngân hàng. Còn lâu lắm. Nhưng mà giả sử nó có tiền. Mà giả sử nó tuyên bố phá sản thì thôi. Hết. Thế mới càng. Không phải dễ đâu. Tiền có phải là sau đúng cái lấy được tiền nhá. Một xương sẽ cắt của quý vị là 30%. Cho nó đơn giản. Làm phải có công chứ. Làm có công như cãi giặc cả cổ. Nhưng đến tay thì cũng còn ít thôi. Nhưng mà nói chung là nếu mà kiện thì chúng ta sẽ mất tương đối lâu. Chắc phải cả năm. Năm là nhanh đấy. Nhưng mà nếu mà nhiệt tình chúng ta nên kiện. Cho có một công ty phải ra tòa một lần. Chứ không có mấy ông bà phải làm ăn tắc trách. Cứ cải kiện. Rồi. Mà phích nước bây giờ có bán được đâu, tôi thật nhà tôi không có bao tiền cái phích nước đâu, chắc nằm sệt. Ở thành phố này thì đúng thật, không ông mẹ là dùng phích nước đó rồi, vì nó nguy hiểm lắm, nó hay đổ, ngày xưa bao nhiêu ông bị bỏng. Vỡ, nó bỏng người trẻ con, không có nhà nào dùng phích nước. Đấy, nhà em bây giờ ngày xưa bà già còn bán phích nước, mấy năm nay chả thấy bà già nhập phích nước về bán gì cả, vì bây giờ nó toàn dùng ấm siêu tốc mẹ rồi. Nói chung là ủng hộ, thứ nhất là ủng hộ người dân là khởi kiện. Nhưng thứ hai là phải đúng theo luật pháp. Cứ gọi thuê luật sư cho đàng hoàng. Đúng chứ không chứ phải là gửi đơn lên nó vứt và sọt rác ngay lập tức. Chứ không phải là nó theo kiểu là anh em với nhau là tự nhiên tao ra tao kiện mày thì mày giả tiền tao luôn đi. Tao ra tao đưa đơn cho mày là mày giả tiền. Đâu phải đơn giản thế đâu. Nó lấy đâu ra tiền mà nó giả. Bây giờ nó nhà máy mẹ nó cháy hết rồi. Bây giờ xây lại nó đủ chết cụ chúng nó rồi. Đấy. Nhưng mà nói chung phải kiện. Đương nhiên.
rất đều đứng giữa bơm để tuần sau lại có tin để nói. Vâng. Không phải, phải để cho một những công ty người ta phải chịu trách nhiệm. Vâng. Ở những công không ty mà thực sự là vẫn muốn bà con làm đúng luật để các công ty mà họ làm ăn ấy, họ có trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Chứ không phải mẹ cứ vù cái là bà con sống xung quanh, mẹ không biết là mình đang sống ở một môi trường như nào. Thủy ngân hít như nào cũng không ai công đúng bố rõ. Cháy nhà ra một đống thủy ngân. Vâng. Ok, chúng ta sẽ cùng sang với bản tin thứ hai. Lớp 2 các cháu sẽ được học xác suất ok. Đó là thông tin nội dung chương trình đào tạo phổ thông mới môn toán do Bộ Giáo dục Đào tạo công bố. Nội dung thống kê xác suất được dạy xuyên suốt từ lớp 2 lớp 12 khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Long, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay. Trong 11 năm học sinh sẽ được học những nội dung về xác suất và thống kê với chương trình mang tính đồng tâm và nâng cao dần. Ở lớp 2 phần thống kê gồm các nội dung thu thập, phân loại, sắp xếp số liệu, đọc biểu đồ tranh, nhận xét về các số liệu trên biểu đồ tranh. Có vẻ dễ không ạ? Vâng. Nghe lớp 2 là thế là biết là dễ rồi. Dễ. Gì nữa. Quá thế. Mẹ. Ngọc Anh em nghĩ thế nào về nếu về sau em phải dạy con em học xác suất thống kê? Em giờ chẳng nhớ gì rồi. Nên nếu mà em có con phải dạy xác suất thống kê chắc em phải thuê người khác. Đúng rồi. Em thuê Quấn đi. Thuê Quấn. Được. Đầu nó dạy xác suất ở bên trong với con em nhưng mà toàn người còn lại nó thò ra ngoài. Cũng là hay. Vâng. Nhưng mà công nhận là nếu mà để cho mình dạy xác suất thống kê cho con mình chắc là khó khả năng thực hiện. Vâng. Cái môn đấy anh em mình thi phải 8 lần mới đúng. Bây giờ có vận dụng đấy gì đâu. Vâng. Tính lô đề cũng hạo cũng đơn giản là toàn lô nằm mơ chứ không nào tính xác suất đâu. Xác suất tính đi ngày nào nó cũng vậy. Ăn đề là 1/100. Ngày nào tính xác suất nó cũng thế nữa. Tôi nhiên cũng phải cảm ơn Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã rất mạnh dạn trong việc đưa toán học xác suất vào chương lớp trình 2. Tiểu học. Vâng. Đấy. Không biết dụng ý của Bộ thế nào, chắc là Bộ muốn sát muối vào những vị phụ huynh như thị trường, như kiểu cụ thể là tôi. Chứ bây giờ mẹ một ngày xưa bây giờ nó vác ra hỏi ngày xưa bố học môn này thế nào. Thì không bố lẽ mình nói dối nó là ngày xưa bố học giỏi nhất con mẹ lớp luôn. Ai phải nhìn bài bố. Kể cả thầy cô giáo. Béo mình lại chém gió vung lên. Vâng. Một bài bố giảng bằng hai cách. Tối đa là hai cách đấy. Xong nó lại hỏi bố ơi thế tổ hợp khác trình hợp chỗ nào. Là toang mẹ rồi. Toang mẹ rồi. Bảo mày học kiểu đếch gì đấy. Cái vực đơn giản thế mà không biết à. Đọc lại sách giáo khoa đi. Mày để mình lấm lét cái chữ mẹ. Mẹ đọc dấu chốt của mình em dấu chốt ngay. Xong rồi giả vờ chạy ra ngoài ngay. Nhẹ nhàng bao việc. Thế mới kinh. Đấy, không biết Bộ Giáo dục là muốn các cháu đến trường học để vui vẻ hay là đến để nổ con mẹ não không biết mà dạy cho cái môn này. Vâng. Đây nha, tôi đọc cho các bạn nghe về lý thuyết về xác suất. Lý thuyết xác suất của ngành toán là chuyên nghiên cứu xác suất. Vâng. Các nhà toán học coi xác suất là một các số trong một khoảng từ 0 đến 1. Đúng không? Được gán tương ứng với một biến cố mà khả năng xảy ra hoặc không xảy ra là ngẫu nhiên. Vâng. Ký hiệu xác suất được gán cho biến cố theo tiên đề xác suất. Ôi giời. Ông đọc ông thấy là dễ hiểu. Dễ. Nó là bố của dễ hiểu luôn. Thằng nào mà nghĩ ra cái định nghĩa này nhá. Phải cho nó là bố của Newton luôn. Bố của thiên tài. Vâng. Nghe nó rất là đơn giản. Vâng. Nhưng mà những đúng rồi đấy. Tưởng thì bình thường nhá. Vâng. Mà hóa ra lại vô cùng đơn giản. Thế mới hoành tráng nhá. Đây, tiếp theo thì hãy nghe giáo sư tiến sĩ Đỗ Đức Thái, tổng chủ biên chương trình môn toán nói về sao. Vâng. Giáo sư này bố của hoành tráng. Giáo sư Đỗ Thái đưa ra ví dụ là khi chơi cá ngựa này, mỗi lần gieo viên xúc xắc các em sẽ thấy là không thể chắc chắn gieo được mặt 6, mặt 5 mà có thể còn gieo được mặt 1, mặt 2 và hoặc mặt 3, mặt 4. Xong nó lại kỳ lạ thế nhỉ. Đấy. Thao tác đó giúp em nó sẽ khái niệm về sự chắc chắn hay là có thể. À có cái khái niệm về chắc chắn hay có thể. Vâng. Việc đéo mà phức tạp thế anh Thái ơi. Anh Thái rất đơn giản này nhá, là anh về anh bảo là con về con xin bố con 50.000 đi chơi điện tử. Vâng. Thế là xảy ra một việc chắc chắn là bố con là đéo cho. Vâng. Với cái thứ hai là có thể là con sẽ ăn đòn. Vâng. Rõ ràng thì chắc chắn nó có thể luôn. Vâng. Chắc chắn là đéo cho. Và có thể bị ăn đòn. Vâng. Đéo gì phải tung xúc sắc làm gì cho nó mất thời gian. Nó còn không hiểu. Vâng. Đây, tiếp nữa là một trò chơi khác, giáo sư Thái vẫn nói tiếp là cho các quả bóng màu xanh đỏ vào hộp kín và thò tay vào lấy bóng ra thì chắc chắn có thể lấy được quả sẽ bóng. Lấy được quả xanh.
nhưng có thể lấy được quả đỏ. Ừ, nhưng chắc chắn là lấy được quả báo bóng. Thế mới là kỳ lạ. Chương trình hay, hay chương trình hay. Mẹ trò chơi nó mang tính nước ốc. Bởi vì các cháu sẽ đéo muốn chơi vì nó nhạt. Không, nhiều yếu tố bất ngờ đấy. Tuy nhiên là chúng ta sẽ đổi giáo sư một câu. Là giáo sư có phải người hành tinh này không nên. Chứ còn bố của mình kỳ lạ. Cũng theo đội anh Đỗ Đức Thái. Nói xác suất thì ai cũng sợ, nhưng thực chất nó là đơn giản nhẹ nhàng như thế. Đấy, đơn giản nhẹ nhàng. Vâng, bóng nhẹ. Lấy bóng. Đó là cách có trẻ khái niệm ban đầu về những hiện tượng, sự việc có thể hoặc không xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ nếu sờ tay vào ổ điện. Ổ điện không có điện thì sẽ không sao cả. Đúng. À, nhưng đúng. Mà có điện thì sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm à? Dạy trẻ điều đó để biết khi ta hành động thì sẽ xảy ra hậu quả gì. Tức là nếu làm mẫu cho trẻ. Tức là có một thằng thợ điện mà đến trường học của ông Thái này mà sửa điện nhé. Đéo cần phải mang bút thử điện. Cứ mẹ lấy điện ra xong rồi đưa bọn trẻ con vào. Em sờ vào đây cho thầy cho chú xem một cái. Nếu mà thằng trẻ con sờ vào đéo nó bảo không sao cả thì tức là đéo có điện. Còn nếu mà nó giật tung cả người lên nhá thì là có điện. Đấy, rất là đơn giản. Đấy, đến phải dạy cái ông giáo sư này luôn. Vâng. Nó sờ vào ổ điện mà có điện thì không sao cả. Nhưng mà nếu mà sờ vào nó chết cũ đi rồi thì mẹ lấy đâu ra học sinh mà để cho thầy dạy. Đúng không? Nếu mà giả sử nó có điện. Mà những cái ổ điện mà không có điện là hiếm lắm. Ở nhà ông là chắc chắn ổ đấy nó có điện. Ông bảo nó về ông sờ thử đi. Nó giật tung người, phụ huynh bảo sao mày ngu thế mày sờ vào ổ điện thì nó bảo thầy Thái, không, thầy con dạy con thế. Con đang học xác suất. Con học xác suất. Đúng rồi, con thực hành xác suất đi. Thì sẽ mày thực hành thế mày chết cụ mày đi thì mẹ tao cần đấy thì cái môn xác suất của mày. Cũng hay. Đang học xác suất. Đây nhé, tiếp theo là tương tự về bài học thống kê ở tiểu học rất đơn giản. Ở lớp 2 cháu có thể thực hiện cái yêu cầu là đi trong lớp xem có bao nhiêu bạn đang có tẩy bút chì vở đấy, bút mực và ghi lại con số đã đếm. Cách đó sẽ khiến trẻ làm quen với thao tác thu thập kiểm đếm đơn giản. Thống kê. Hay thật. Thu thập dữ liệu và. Lớp 3 thì cao hơn một chút sẽ ấn định tiêu chí về học sinh thu thập kiểm đếm. Ví dụ có thể đặt ra yêu cầu trong lớp có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ, học sinh đếm và thống kê học sinh nam riêng, nữ riêng. Thế lớp 3 lại dễ lớp 2. Thì lại thu thập kia rồi lớp 2 mà thu thập là tẩy này, bút chì này, bút mực này. Mà cụ nó lớp 3 vở này, sách này. Mẹ bọn này mà thống kê xong cho nó mẹ hất mẹ 1 năm. Mà liên quan đéo mày có quan viên tẩy kệ cụ mày chứ bố quan tâm gì. Mà em thắc mắc nha. Cái lớp 3 ấy làm mấy bài toán làm gì? Bởi vì trên bảng ngày đéo là có sĩ số 56. Nam 28, nữ 28. Mẹ đếm làm cái gì? Đó đấy, học xác suất đấy. Để ghi sĩ số nó chính xác. Đúng, các em học xác suất từ bé. Để các em ghi sĩ số lên trường nó chính xác. Thế nó mới hay. Mẹ mình đến bản thân mình học xác suất 2 năm. Đúng không? Toán cao cấp trong xác suất nằm năm thôi. Mà có đéo biết dùng nó vào việc gì. Trong kiến sư biết cộng trừ nhân chia mà bây giờ máy tính làm mẹ hết rồi. Thậm chí học toán cao cấp mà chưa mình vứt sạch đi. Ma trận định thức rồi chả nhớ cái đấy gì. Đúng không? Dài thừa, lũy thừa, đủ thước. Không biết cái đấy gì đâu. Học qua là thôi. Đấy, mẹ Nếu mà học sâu hơn thì nó sẽ áp dụng rất nhiều. Mà các cháu bé tí cần đấy thì lớn lên cũng làm thống kê đấy đâu. Vâng. Mẹ nó làm nghệ thuật, nó còn làm mọi thứ cả. Nhiều thằng trượt mẹ đi học để làm công nhân cần đấy thì xác suất. Vâng. Thì thôi cái đấy để các cháu nó phải tự lớn. Nó sẽ học. Không biết là quan trọng nó phải đủ tư duy đã. Mẹ bây giờ tuổi đang tuổi chơi. Thì cần đeo tư duy cho nó tuổi ăn tuổi chơi cho chơi chết cụ năm cấp 1 đi. Vâng. Năm cấp 2 bắt đầu bây giờ dậy nó dần dần. Đúng. Bao giờ nó phải đủ cái tư duy nó bắt đầu là nó mới biết các thứ này kia. Thì nó về nó hỏi bố là con học xác suất để làm gì thì bố nó không chịu cũng chịu hỏi. Mày lên hỏi giáo sư đấy. Tiến sĩ. Đấy. Mà bao giờ mà bọn trẻ con nhá, nó lớn lên nó biết phang lô phang đề ấy. Nếu ấy cho nó học xác suất. Chứ đào tạo từ nhỏ này. Đấy mẹ này tò mò lắm. Lô đề bây giờ nó có học xác suất đâu, nó chỉ mơ thôi. Mẹ. Học xác suất xong về hỏi ông già bố ơi. Bạch thủ nó như nào bố? Toang rồi. Mà học lớp cấp 2 nhá. Học lớp 2 nhá. Vâng. Chính tả nó biết còn sai. Nó nói còn ngọng của mẹ ra. Vâng. Đúng không? Đặt câu bé thôi. Đặt câu còn đang chủ ngữ vị ngữ. Đặt câu nó còn loạn cả lên. Vâng. Đến sai. Lớp nó còn đòi sờ ti cua của mẹ. Xác suất làm gì? Để sờ ti phải hay ti trái nhiều hơn à? Đúng không? Dạy nó cái gì cho hay và dạy nó mẹ những cái gọi là văn hóa rồi nghệ thuật ứng xử các thứ thôi. Vâng. Nó thích cái gì nó học. Vâng. Thể thao thể thiết thể chất thích cái gì nó học. Vâng. Xác suất thống kê làm cái đéo gì không biết. Đấy. Mà đặt câu nó không xong đây hôm trước có thằng đây đặt câu đây nha. Ví dụ đặt câu từ thông thái.
thì em đặt câu hay lắm trong lớp 2. Hôm qua em gặp bạn Thông thái hành cho mẹ. Đặt câu từ thông thái đấy. Có từ thông thái nào mà đúng không? Mà nó đâu phải đơn giản đâu. Còn đặt câu với từ thông minh cũng có. Đặt câu từ đỡ đần nhé. Thì bạn Tuấn rất là đần. Bạn Ngọc Anh thì đỡ đần hơn bạn Tuấn một chút. Đấy, là đỡ đần hơn hẳn. Là có từ đỡ đần. Ngọc Anh thì đỡ đần hơn bạn Tuấn. Nói hơi bị chính xác đấy. Tuấn hay bị cô mắng là thằng này rất là đần. Thì nó thấy bạn Ngọc Anh đỡ đần hơn bạn Tuấn. Thì nó đặt câu thôi. Ai còn câu nữa đây, thằng lớp 2 đặt câu hơi bị hay. Hãy đặt, em hãy đặt câu với từ vả lạ. Vả lạ. Thì nó bảo hôm qua chị em vả em 2 cái. Em vả lại chị em 3 cái. Đấy là có từ vả lại thôi. Rất là đơn giản. Đấy bây giờ các thầy dạy nó đặt câu thế nào cho nó hay như đấy. Hai đứa. Nhiều thằng nó còn đặt câu với từ thông minh. Mẹ nó. Hôm qua em sang nhà Minh, em thông minh. Đấy. Đúng rồi. Em thông minh. Ba nhảy. Đặt câu với từ Hà Nhà. Ok, thưa xin đầu tiên là thay mặt các vị phụ huynh thì có con đã và đang học lớp 2. Vâng. Thì kính đề nghị Bộ Giáo dục là cho các giáo sư ấy và xuống ngồi các lớp 2 học cùng với các cháu. Các thầy cô ngồi phòng máy lạnh các giáo sư này hơi căng. Vâng. Theo quan điểm tôi là hơi căng. Vâng. Bởi vì đến bây giờ bản thân tôi cũng đéo biết dùng cái môn xác suất vào cái việc gì. Vâng. Và con này con đang chuẩn bị vào học tiểu học đấy. Và cũng chuẩn bị em này. Nó hỏi bố ơi xác suất bố giải cho con với thì toàn. Vâng. Nói chung các cháu để cho các cháu phát triển nào những môn cháu muốn học. Vâng. Những cái môn hiện nay đang nặng vãi đái rồi. Vâng. Cặp nặng lắm. Bớt đi cho nó mẹ vui chơi. Vâng. Không cần phải học lời học lắm làm cái gì. Vâng. Các giáo sư nên dùng não để nghiên cứu về gọi là trẻ em nhiều hơn. Vâng. Chứ bây giờ trẻ bọn 7 đến bọn 7 tuổi mẹ nó chéo thích học được. Vâng. Như anh em ngày xưa có thích học đéo. Cái tuổi này là tuổi ăn tuổi chơi. Vâng. Thì cho nó học thêm cái game đấy chứ. Vâng. Cho nó chơi mẹ cho chết cụ đi. Đúng rồi. Ok, xin tạm biệt với các giáo sư, chúng ta sẽ cùng sang một tin thứ hai, thứ ba. Cũng liên quan đến ngành giáo. Giờ này rất thích ngành giáo. Thầy giáo tháo giày 55 tuổi làm thứ nữ sinh lớp 10 mang bầu. Chắc là tháo quần chứ đâu phải tháo giày đâu. Thì cởi giày nó mới cởi được quần. À, nữ sinh này thì tự nguyện yêu thầy. Ngày 4 tháng 11 vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thông tin đã xác minh theo dõi đơn của gia đình nữ sinh trường T, học lớp 12. Tố cáo thầy dạy toán của trường là thầy Nguyễn Văn Chính, 55 tuổi, có hành vi quan hệ tình dục với người dưới 16 tuổi. Cụ thể, nữ sinh T thừa nhận quan hệ tình cảm với thầy giáo dạy toán từ năm lớp 10. T đã chủ động nhắn tin và tự tìm đến thầy giáo này. Trên mạng xã hội xuất hiện những ảnh chụp tờ giấy ghi bản tự nguyện yêu thầy Chính. Quá tuyệt vời, được cho là của nữ sinh T viết cùng ảnh thân mật với hai người gây xôn xao dư luận. Vâng. Nguyễn Văn Chính đã có bản tường trình thừa nhận mình có quan hệ tình cảm và quan hệ tình dục với em Thảo. Vâng. Lại thêm ông giáo đi nữa rồi anh Tuấn ạ. Chắc trong quá trình chắc chắn là trong cái giáo trình sư phạm dạy giữa trường sư phạm đéo có môn pháp luật. Thầy rồi thế đéo nào không nhỉ? Lại từ lớp 1 đến lớp 12 toàn học xác suất luật. Toàn học xác suất. Học xác suất thì cũng phải dính chứ nhỉ? Xác suất dính bầu hơi bị lớn đấy. Xác suất đi tù nữa chứ. Ngọc Anh thân mến, là hồi em học ở trường cấp 3 ấy. Vâng. Có thầy giáo nào cưa em. Tôi hỏi ông Ngọc, bà Ngọc Anh chứ không hỏi ông mà ông Vầng. À ông Vầng cái đấy gì ở đây. Tự nhiên hỏi Ngọc Anh ông Vầng. Hay là ông cưa Ngọc Anh. Thì đang, cái đách gì đang phải trả lời hộ Ngọc Anh ông Vầng. Để xem Ngọc Anh trả lời câu hỏi như nào. Mẹ hóng lắm rồi. Khổ quá. Đặt câu hỏi ê à vãi cả đấy. Vầng. Em thì không có thầy nào cưa cổng cả, nhưng mà cái hồi bọn em học cấp 3 thầy ở trường ấy làm sao hồi em học cấp 3 thì cũng có các thầy giáo thực tập nhưng mà rất là trẻ và đẹp trai nên là bọn em rất là thích thầy. Em cưa thầy đúng không? Không cưa, nhưng mà bọn em cũng rất là crush thầy. Em đừng có tống thầy nào vào tù nhá. Việc đấy là việc nhưng mà đấy là thầy đấy rất là trẻ và đẹp trai như sao Hàn, chứ em thấy là bạn đừng, thờ đừng đưa tay sang anh bạn thờ. Bạn thờ ở trong đây. Bạn thờ, bạn đấy hơi cái gu thẩm mỹ bạn ấy hơi tại vì em thấy thầy đấy trông nó ngoại hình nó cũng không được
Ngoại hình lắm. Ngoại hình thầy thì hơi giống phim Nhật. Giống diễn viên điện ảnh lại của Nhật. Lại gần 60 tuổi rồi à. Em thấy nhưng mà giống viên diễn viên điện ảnh của Nhật à. Em đấy em xem phim Nhật em thấy sẽ nhận theo là thầy rất giống diễn viên của Nhật. Nhật với Hàn ăn ná nhau. Vâng. Nhưng mà Nhật nó diễn hay hơn. Cả tôi nhiều vai hơn. Nha, vai thầy giáo này. Vâng. Vai bố chồng là nhiều nhất. Vâng. Vai bác sĩ cũng có. Đúng không? Vai ông hàng xóm cạnh nhà đúng không? Đúng, anh thợ sửa ống nước. Giả sư thì... Đại loại này. Đầu tiên là công nhận là thầy rất nom giống cụ Tokuda. Giống lắm, ông này giống nhiều vai lắm. Ông này đóng Tokuda này. Ông này đóng Cầu Thiên Xích ở trong cái gì Tam Cốc Bích Động, quên rồi. Cái động gì đấy trong phim Trưởng ngày xưa, Cầu Thiên Xích. Xong rồi còn giống cả cái ông ở Thường Tín giết anh em trai với kẻ mà. À, đúng rồi. Hơi giống ông đấy. Đúng, đấy. Đúng đấy. Nhưng mà anh vẫn thấy giống Tokuda hơn. Không biết là ngày xưa bố của Tokuda có đi du lịch ở hòn đất không thì không biết. Nhưng mà nếu có thì phải xem lại tổ tông của mình, những người Nhật Bản không. Vâng. Đấy, chứ còn nhưng mà những cái hình, nhưng mà cái gọi là cái kịch bản mà thầy tạo ra nó rất giống phim Nhật. Vâng. Một là thầy xem. Hai là học trò thầy xem. Thì nó mới có cái kịch bản éo le như này. Ông chụp mấy cái ảnh tự sướng cho ông mẹ ấy lắm. Nhìn hoành tráng thế. Trong phim ấy nhỉ, trong cái cảnh tự tin lắm. Mà quá may ô cháu lòng. Công nhận là căng. Vâng. Đấy. 15 tuổi mà yêu năm nhàm bố của vô lý luôn. Vâng. Thế mà cũng xảy ra trong đời thường. Người ta ở tình yêu không phân biệt tuổi tác anh ạ. Nhưng mà đen thấy là cứ dưới 16. Nhưng mà chắc chắn là thầy bóc lịch rồi. Bởi vì dưới 16 là thầy bóc lịch. Nó không quan tâm. Không quan tâm yêu đương hay không yêu đương. Viết đơn, viết thư, không quan tâm. Pháp luật không quan tâm. Cứ thấy là bóc lịch. Vâng. Cũng xin chia buồn với thầy là thầy trò. Phải là thầy trò chứ không phải thò chảy. Cứ thò chảy thì căng. Vâng. Thầy trò phải thầy trò. Vâng. À, nhưng giống như ở quê tôi là nó có cái khẩu hiệu rõ giữa trường. Thầy ra thầy, trò ra trò. Rất to. Hóa ra trước đấy là lẫn mẹ nó với nhau. Trò thì lại ra thầy, mà thầy thì lại ra trò. Đây là mày kẻ câu hiệu rõ ràng. Thầy ra thầy, trò ra trò. Hiện nay đang bị lẫn, trộn mẹ nhau nên mới bị này. Thế mới càng. Đấy, mà thầy lại có cả hai con gái đã trưởng thành. Vâng. Thế mới càng mà thầy vẫn mẹ dục vọng, để dục vọng nó gọi là dục vọng thấp hèn. Đúng không? Che mờ đi lý trí này càng. Cái này thì nói chung là cũng khó trách lắm. Các thầy giáo thì hơi căng. Vâng. Cứ sướng con cu là mù con mắt thế này. Đấy, có cách gì? Đấy, các cụ bảo có cái câu đấy rồi. Nên là đôi khi cứ bảo là cảm xúc nó không điều khiển được lý trí. Đúng rồi. Nói chung là cũng khó. Não thì phân tích rõ lắm rồi. Thằng em bên cạnh nó cứ bật tưng tưng thì cũng khó. Cứ ngóc đầu dậy bảo anh ơi. Giờ tay xin phát biểu cái này. Thế mới càng. Đấy, mà thầy còn làm clip thầy còn trách những con bé kia lúc mà quay ông còn trách những con bé nó cứ ấy tôi phân tích nó rõ ràng mình lỗi của thầy mình thì mình lại đồng ý với nó. Bây giờ thì trách ai, trách bản thân đi, trách ai được. Cái lúc đấy nhá, trước khi vào trận nhá và đã phân tích rồi. Ui dồi ôi, luật quy định như này này, em còn chưa đến sinh nhật mà thầy lại lỡ làm như này thì chết. Thế mà thế rồi xong hiểu sao vẫn phải làm cả lúc tỉnh dậy thì không chết rồi. Cũng căng. Và cuối cùng thì có đành phải chúc mừng thầy, mong thầy vào tù thì nó mạnh khỏe. Và bởi vì tuần trước anh em mình vừa chúc một thầy vào tù mạnh khỏe rồi. Và tuần này lại chúc một thầy vào tù mạnh khỏe nữa, hy vọng tuần sau sẽ không còn thầy nào để anh em chúc mạnh khỏe nữa. Ông sao và anh em mà cứ chúc mạnh khỏe là các thầy vào tù. Thế mới bỏ mẹ chứ anh em mình làm sao nhỉ. Ông giáo vào đến nơi nhớ viết thư gửi về cho bà con làng Vũ Đại nha. Đấy, nhớ dặn các gọi là các lứa khác rằng nếu có học sinh mà nó không tự nguyện trao thân thì nhớ mà mũi né đi. Mũi né. Nhớ phải xem chứng minh thư đã. Chứ đừng khâng thượng với đội cấn. Tóm lại các thầy giáo kính mến là có nhiều thứ phải kiềm chế. Vâng. Và có nhiều ranh giới thì không thể vượt qua. Vâng. Đấy. Thứ nhất là tình thầy trò. Vâng. Đấy, không thể vượt qua được. Đúng. Nếu vượt qua xã hội sẽ đánh giá. Vâng. À, thứ hai là quan hệ gia đình. Nếu có thầy vi phạm thì ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình, thầy trò họ gì nhỉ? Vợ chồng con cái. Vâng. Thứ ba là về mặt mà tất nhiên là họ mọi người đấy sẽ vô cùng xấu hổ với thầy. Mẹ bây giờ mà vợ với con thầy đi ra đường thì chắc phải đeo cái mo vào mặt. Đúng không? Vâng. Ông bị bắt mẹ rồi. Vâng.
gọi là gì, công an tóm rồi. Vâng. Thứ ba là về mặt pháp luật là thầy cứ chén gái chưa đủ vị thành niên là đương nhiên là phải vào tù. Đấy. Mà không chỉ thầy đâu mà ai cũng vậy thôi. Ai cũng vậy thôi. Đấy mà thầy bây giờ nhé, mà thầy còn trẻ thì đổ mẹ nó là tuổi trẻ mình nông nổi bồng bột. Ừ. Thế già thì đổ cho cái đéo này. Tuổi già lú lẫn. Gọi là mất trí nhớ tạm thời. Quên mẹ mất là phải đi tù. Thế mới nhục. Vâng. Ừ. Tóm lại là 55 tuổi mà vẫn như thế thì không có cách gì để gọi là gì nhỉ? Gọi là bào chữa được. Bào chữa được. Vâng. Đấy, chúc thầy mạnh khỏe thôi. Vâng. Lại chúc mạnh khỏe. Lại chúc mạnh khỏe thôi. Vâng. Không, anh có chúc gì với các thầy giáo không? Sắp tới 2011 anh ơi. Ôi trời, nguy hiểm quá. Sắp tới 2011. Vâng. Nhưng mà thôi, những tin này nó trước đấy trước rồi. Trước đấy rồi. Vâng, không sao. Tuần sau chúng ta làm những tin khác. Mình sẽ làm với các gọi thầy giáo chân chính. Vâng. Còn thầy giáo chân phụ thì thôi. Chán rồi. Vâng. Còn nào cũng không chân phụ đi vào tù chán rồi. Vâng. Chúng ta sẽ cùng với mọc kết thúc chia tay với thầy giáo chân phụ, chúng ta sẽ vào với mục câu hỏi tuần này. Vâng. Câu hỏi như sau. Anh ơi, em thích một bạn lớp dưới mà không dám nói ra thì phải làm sao? Ừ. Bạn này tên là Nguyễn Văn Trường. Mong anh, nếu mà không muốn nói ra thì làm thế nào? À. Thì thích thì chỉ có nói hoặc là không nói. À. Người ta hỏi không nói ra thì làm thế nào? Không hành động được à? Ừ. Không nói ra thì thôi. Hành động... Thôi chứ nào được. Thế hành động... Thế hành động thì là phải nói ra. Không, không cần nói. Không cần nói, có những thứ không cần phải nói. Tình yêu không nói nên lời. Đấy. Chỉ cần hai con mắt nhìn nhau thôi nhé. Bây giờ không biết là bạn ấy muốn nhá, gì. Khi em yêu một người khác nhé, mà nó yêu hại không, em chỉ nhìn mắt nó này. Đúng. Mà bây giờ bọn trẻ con nó hay có cái câu là nháy mắt nhé. Đổi tư thế. Đấy. Thua là tiền phòng. Nháy mắt được. Còn nếu như mà không nói ra thì không cần nói, mà còn không cần nói mà. Đấy, ý nó muốn như thế. Ừ, đấy. Con bé vẫn hiểu. Ừ. Không, nhưng em nghĩ các bạn nam như thế là không được. Được, phải chủ động lên. Tất nhiên là chủ động, sao nó sẽ nói, nó phải làm con kia hiểu nó yêu nó, con bé đã. Thế nó mới khoai. Thì... ý này là như thế. Thì em nghĩ là sẽ có nhiều cách. Ừ. Ví dụ quan tâm bạn ấy. Ừ, đúng, thế nào nữa. Đấy, bắt đầu. Và quan trọng là bạn nữ ấy có thích lại hay không. Ừ. Nếu mà quan tâm mà người ta không thích thì người ta sẽ không vui lắm. Ôi giời, cứ quan tâm. Cứ quan tâm là thì, thích rồi. Thôi, thì cứ quan tâm là người ta sẽ biết là mình thích rồi. Vâng. Còn nó không thích hay không thì phụ thuộc vào duyên phận đấy chứ. Vâng. Kệ cụ thôi chứ. Quan tâm. Mình quan tâm là quyền mình. Còn nó thích hay không là quyền nó. Vâng. Nó không thích mà thôi, bố quan tâm nữa. Quyền thằng nào thằng ấy là. Ok. Em Trường thân mến, là có nhiều cách để tỏ tình mà không cần nói ra. Đầu tiên nó hành động. Vâng. Nó quan tâm chăm sóc, ân cần chia sẻ, nói chung là động viên an ủi. Đấy. Nói chung để tự nó biết là mưa dầm thấm lâu. Có tín hiệu, có tín hiệu. Nhận thấy tín hiệu. Nó biết là em thích nó đó, đúng không? Vâng. Đấy, thế mà nếu mà nó đón nhận thì là tương đương nó thích mình. Ừ. Còn nếu mà nó không đón nhận nó chạy trốn. Nhưng còn những người mà vừa đón nhận nhưng mà lại vẫn không thích. Tức là bạn nữ là vẫn đang do dự. Do dự cần thêm thời gian. Nhiều thằng ngon hơn. Nhiều thằng ngon hơn, dập dòm nó nhiều. Phỏm bố mình nhiều. Bố mày ôm dập dòm bố mình nhiều, bố chỉ đang đợi phỏm thôi. Mày ù phát là chết cục ngay. Thế là tức là dập dòm, đúng không? Thứ hai là em có thể viết thư. Đấy, em hãy viết một lá thư kiểu tỏ tình cổ điển này, nó vẫn có hiệu quả. Đấy, tin nhắn hơi nhanh quá. Đúng. Tỏ tình kia kiểu đến hồi hộp hơn. À. Đấy. Ví dụ viết lá thư kiểu như là anh chưa bao giờ gặp được một cô gái nào xinh đẹp và dịu dàng như em. À. Nhưng mà hơn thì nhiều lắm rồi. Rất nhiều. Nhưng mà anh vẫn thích em. Đấy, để biết rằng anh mặc dù rất nhiều con ngon nhưng anh vẫn thích em. Những bố của anh chàng. Thứ ba là nhắn tin. À. Đấy, kiểu như em biết đêm qua anh mơ thấy ai không? À. Thì tất nhiên nó bảo em lạ gì, mơ thấy em thì đéo phải. Không có cái chuyện đó đâu. Ừ. Anh mơ thấy bố em. Ừ. Anh mơ làm đất thì bố em. Mơ thấy bố em với anh đang ở bệnh viện. Ừ. Ôi chết tôi bỏ mẹ anh hơn, căng. Ừ. Làm đất mà ở bệnh viện. Ừ. À, bố và anh đang ở phòng gọi là gì? Hộ sinh. Chờ em đẻ thôi. Đấy. Là mơ mẹ đến cái đoạn mẹ đẻ mẹ thôi. Ừ. Nó hoành tráng nhưng còn chưa cả mơ đất gì, mất thời gian, mơ em gì, mơ bố luôn, con chúng ta luôn. Đã mơ là mơ nó cũng phải sâu. Vâng. Đấy, đơn giản thế thôi. Ừ. Nhớ nhá, có ba kiểu: hành động, viết thư và
nhắn tin. Vâng. Thế thôi. Nếu mà ngại nói. Đấy, đấy nếu mà không muốn nói. Vâng. À, câu thứ hai đó là xin chào tổ buôn ạ. Đấy, thằng này nó chào bố của Hoành Tráng. À, nó chào cả ekip luôn. Cả ekip, vâng. Ekip nên chào lại nó. Thôi anh nên chào lại nó đi. Xin chào bạn. Xin cảm ơn chương trình tổ buôn rất nhiều vì đây là một chương trình rất bổ ích, cung cấp thông tin văn hóa xã hội theo góc nhìn hài hước cho mọi người. Đặc biệt xin cảm ơn anh Hải rất nhiều. Vâng. Em rất hâm mộ anh như linh vật sống của chương trình. Linh vật. Linh vật. Thay bằng chữ Dương thì nhau. May đâu gọi là Dương. Và đặc biệt em rất hâm mộ kiến thức uyên bác của anh qua các phần trả lời câu hỏi các số. Luôn đáp ứng được nhu cầu người hỏi. Vậy nên anh Tuấn cho em hỏi là dạo này em với con bạn thân nhắn tin với nhau mà thỉnh thoảng nó cứ lồng ghép các tình huống kiểu như nó cho phép em chỉnh nó. Úi dồi ôi. Lại một thằng hoang tưởng. Em cũng có cảm giác là nó thích em từ lâu rồi nhưng do em không chủ động phát triển mối quan hệ nên nó cứ để trong lòng. Vậy theo anh Tuấn là em có nên chén nó không? Bạn này tên là Tato Cây. Ông này là mới chỉ tưởng tượng thôi mà ông đã hỏi là như kiểu là em mới dâng đến tận mồm. Nhiều thằng nó được cái là cái óc trí tưởng tượng nó hơi ai bị, cũng tưởng người ta thích mình. Hơi bị đi qua xa, hơi bị đi quá xa so với yêu cầu. Không nhưng mà anh cũng hỏi, anh cũng trả lời thật với em nhé. Sau khi mà chương trình này phát sóng lên xong ấy thì là bạn ấy còn ở cạnh em không? Để em còn nếu mà anh bảo là em nên đi thì em còn có thể thực hiện được không? Hay là anh trả lời xong là bạn ấy cũng đi xa lắm rồi. Bây giờ đầu tiên em cứ nếu ông bước bước ông cứ để thòi ngoài ra chìm rồi anh. Nếu mà nó nóng đấy thì đương nhiên là action. Còn nếu hốt hoảng nó chạy đi. Đấy. Thì là nghỉ. Nhá. Ở đây nó nói đùa thôi. Vâng. Mà không biết anh không, ông không biết nó lồng ghép với kiểu đéo nhưng mà có em suy luận ra được như thế nhỉ? Thằng này tài thật nhỉ? Hay là nhắn tin kiểu nhà tớ. Con này nhắn tin là kiểu bố mẹ tao đi vắng rồi. Ờ. Mày sang đây học nhóm với tao. Ừ, đấy. Cả hai người thôi. Ừ. Mà tao nóng lắm. Nóng. Cứ để tao mặc cóc xê nhé. Chắc nó đoán chứ. Đấy. Tuy nhiên là em phải hết sức cảnh giác. Nếu mà con bé nó nhỏ hơn 16 tuổi. Đúng rồi. Thì nhiều khả năng nó đang có lập mưu để đưa em đi tù đấy. Đúng. Mà cũng có thể nhá. Là em cũng phải tính xác suất. Đó. Hoặc là nếu bạn kia bạn rủ em sang học sản xuất các thứ thì cũng phải là chuẩn bị kiến thức. Đúng rồi. Đấy, đừng có em thọ. Có biết cái chuyện ông giáo ở Hòn Đất chưa? Vừa bị đi tù rồi đấy. Đừng có đi thò tay bổ điện. Hoặc đừng sang đấy rủ em đi chơi mấy cái trò mà cho bóng ở trong thùng. Nhưng mà nói xong chung bốc. Là anh nên khuyên tất cả các em nhé, nói về cái cảm giác. Các em vứt mẹ cảm giác của em đi cho nó nhanh. Chứ đừng tin vào cảm giác. Em con gái thì mẹ thả thấy nhiều nơi lắm. Thế nên là em mà tin vào cảm giác thì em ăn xịt nó đấy. Nhá. Thằng con trai đéo là, thằng đéo là thằng cũng cảm giác là con đến thích mình lắm. Ví dụ một con mà nó đi sinh nhật trong cái khoảng 8 con trai nhá. Thì 16 đứa nghĩ là nó thích là nó thích mình. Mắt nó đưa một loạt chứ ông nào cũng mẹ ngu đéo tị. Gặp ai cũng nghĩ là nó thế này chết. Nhá. Mà cảm giác mày sai ấy, thì là anh chia buồn với mày là mày mất ngay một đứa bạn. Đấy. Kèm theo là cả sự nghiệp đấy. Không, cuộc đời đấy. Mất đứa bạn là kèm theo là cả nhóm bạn ấy đều biết là thằng mày đi gạ tình. Đúng không? Đấy mà nếu mà chẳng may đang nói trường hợp mà chẳng may mà nếu như mà ông cảm giác đúng đi. Nó đúng đi. Mẹ vớ vẩn mất mẹ cả sự nghiệp. Mất cả tuổi trẻ. Chưa đủ 16 tuổi đâu. Không kể cả nó hơn rồi nữa. Mà nó dính phát là thôi ông xong. Tự nhiên lại vừa lấy tội tôi lấy vợ cái là mất hết tương lai luôn. Thế là không phải cái gì sớm cũng hay đâu. Vâng. Không phải mẹ. Không phải cứ thêm mỡ là mình húp là đâu. Húp đâu. Thỉnh thoảng phải nhịn. Thỉnh thoảng phải cho kiến nó ăn thử đã. Rồi mình hãng ăn. Ok, đó là câu hỏi cuối cùng và cũng là câu hỏi kết thúc chương trình. Vâng. Và cảm ơn các câu hỏi của các bạn rất nhiều. Cảm ơn Ngọc Anh, Hoa Khôi Thời Trang, Toàn Quốc. Vâng, và cũng cảm ơn tất cả các câu hỏi của các bạn. Những câu hỏi rất là thật lòng, rất là chân thành gửi đến anh em tổ buôn. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt, hẹn lại tất cả các bạn vào những số sau. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh ơi, em với người em yêu nhau 3 năm rồi mà chỉ dừng việc ôm hôn. Ôm thôi thì sao? Ui dồi, còn chưa được hôn. Có vấn đề gì không ạ? Chưa hôn, chỉ mới ôm thôi. Ôm vào trong sáng. Vâng. Em cảm ơn anh, bạn này tên là Hoàng Quang. 3 năm. 3 năm chỉ ôm. 3 năm chỉ ôm, mà ôm chỗ nào ấy? Ôm thôi, còn không biết ôm chỗ nào, chắc là ôm trong sáng thì ôm ấp vào người thế này.
cảm nhận thấy hơi mà thở, không có khi hơi là, thở của nhau thôi. Có khi ông đấy chỉ là ôm như khoác vai thôi. À. Như hai đứa bạn. Có vấn đề gì không ạ? Có vấn đề gì anh không? Nói luôn là em đéo có vấn đề gì cả. Hai đứa chỉ là như hai đứa thần kinh thôi. Nhá, nói luôn cho nhanh. Đấy, tình yêu mà như của em ấy thì nó không khác gì tình đồng chí cả. Vì vậy anh khuyên em hãy mua ngay cho mình lotion Batman. Thứ nhất là em cao hơn. Thứ hai nữa là hy vọng em sẽ thông minh hơn. Vì giày đầu tiên là smart. Vì quan trọng nhá, em phải mua ngay smart man để em cao bằng chân. Chứ đéo phải cao bằng đầu. Chứ 3 năm rồi mà 3 năm rồi ôm vẫn ôm thôi. Thì anh nghĩ rằng này em cũng cao lắm rồi đấy. Mẹ nó 3 năm rồi mà không mới chỉ ốm thôi thì anh cũng thế, bạn nữ cũng nể. Vâng, em anh cũng nể bạn nữ của em. Bạn đúng là sức chịu đựng của bạn nó là quá là dã man. Tình yêu này mà mẹ không khác gì nước ốc. Nhạt lắm. Câu hỏi vừa xong cũng